Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh MC Trường Vân. Hôm nay, Trường Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả vong ngữ, nguồn bạch ngọc sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1487 Khổng chế Ta đã sớm tu luyện tâm thần hợp nhất, luyện chế ra ngủ lòng trác. Cho dù phá không mang ra đây Thì ta cũng tự động thu hồi Ta có thể cho người mượn bảo vật Để phát huy ra toàn bộ uy lực Thế nhưng không phải ai cũng làm được Người cũng vậy Không thể tự làm được Hướng hộ người chỉ là phụ thể của khôi lội chi khu Ta truyền cho người một môn pháp quyết Dùng chính thần niệm Để phát ra uy lực Kể cả ngụ lòng trác vẫn nằm trong tay Tuy rằng uy lực được phát ra trong thời gian ngắn, cũng đủ để đối phó đối với người ngoài nhưng để sử dụng pháp quyết này, thần niệm của ngươi phải bám chặt vào khôi lỗi, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến chính bản thể ngươi. Ngươi còn muốn làm nữa hay không? Thành âm lão giả lên tiếng, hỏi thêm một câu nữa. Nghe tới đây, hai mắt khôi lỗi chợt lóe, một lát sau nói. Nếu tại hạ không thể cản đoàn người ngoài lai like kia, cho dù bình yên trở về phù du tộc, thì chắc chắn cũng bị trọng phạt vạn bối tình nguyện xuất ra thần niệm hợp lại một phen. Tốt, người có thể nghĩ như vậy thì tốt. Nghe đây, ta sẽ trực tiếp đem khẩu quyết truyền cho người. Lão già cười khà khà, tiếp theo không còn nghe thấy âm thanh gì. Huyết giáp khôi lội nhàn quan chớp động không ngừng, biểu lộ sự trầm ngâm, chú ý lắng nghe. Một lát sau, khôi lội thở dài một hơi, quay mặt vào trong hang động vài cái, rồi nói lời cáo từ. Đã Tà thiền bối đã truyền thuật pháp, vạn bối không thể ở lâu, hiện tại phải lên đường rồi. Chậm đã, ở đây ta có một lọ đan dược cho quỷ vật uống vào. Thứ này sẽ giúp quỷ vật hồi phục nguyên khí. Bọn chúng có thể trợ giúp người một tay. Lão Phu cùng không tiền giải thích thêm cho người. Lão già vừa xuất lời, một cổ quái phong từ trong hang động cuồn ra, biến mất trước mặt khôi lội ngày tức khắc xuất hiện một chiếc bình ngọc màu trắng. Huyết giáp khôi lội thấy như vậy, tự nhiên là mừng rỡ, rồi cầm lấy bình ngọc màu trắng cất đi, sau đó xin cáo lui. Quỷ vật cũng lặng lẽ, đi theo khôi lội ra phía bên ngoài. Cùng lúc đó, lục túc dẫn đầu đám người đang đi qua một khu rừng hoang vu, điêu tàn. Tại khu rừng đó, đoàn người trông thấy rất nhiều hài cốt. Thoạt nhìn bộ xương khô kia, giống như hài cốt của một con quái trùng hai chi trước lớn một cách dị thường, trồng to lớn như hai thân cột. Một tầng khí mờ ảo bao trùm lấy toàn bộ mọi người. Nhưng đoàn người vẫn tiến thẳng tới tầng trời thấp, chỗ có đám khôi lội cùng âm binh. Lục túc và đoàn người vì không muốn hao tuần pháp lực nên đã không ra tay. Nhưng lúc này khôi lội cùng đám quỷ binh lại dùng các kế tấn công đón đầu không chút khách khí. Một đạo kiếm mang, kiếm khí theo các luồng gió mạnh từ trên cao vụt xuống, chém xuống bộ xương khô lúc này. Làm từng mạng xương vỡ ra, xuất hiện một cảnh tượng rất kỳ lạ. Bất luận đó là bộ xương bị phá hủy bởi lực tác động nào, thì ngay cả khi vỡ vùng thành nhiều mạnh, nhưng lại nhập phía dưới khô mộc trong rừng. Bỗng nhiên ngay tức khắc, nó tự sắp xếp lại hình dạng giống như lúc đầu. Sau đó lại bay vụt lên không trung một cách hùng hộ. Những cái đó giống như chưa chết Hàng Lập đang đứng trong một đội ngũ, chưa ra tay. Nhưng khi thấy cảnh tượng vừa rồi, thần sắc hơi khẽ động. May mắn hơn, trong đội ngũ còn có khôi lội, mà đa phần là quỷ bên ở đó. Nếu thấy bất cứ vật gì thì giết ngay lập tức, không cần do dự. Trách không được. Trước đó, đám người lục túc nhất định phải mang theo rất nhiều khôi lội và âm binh đi ra. Thành âm vang lên ầm ầm. Đám khôi lội cùng âm binh mất nửa ngày mới có thể ra khỏi khu rừng khô hoang vô chết chóc đó chỉ cần một con rùa nhỏ bay ngang qua khu rừng này cũng không sống sót hải quốc trộm thú bị đánh nát rơi xuống mặt đất tại bìa rừng lập tức đã hóa thành đám bay mùi màu vàng biến mất vô ảnh vô tung mặt khác nhìn khung xương dường như có linh tính lập tức đứng lên bước đi rồi quay trở lại hướng khu rừng chết chóc đó hàng lập thấy vậy trong lòng không khỏi lo âu thấy rất kỳ lạ khẳng định khu rừng khô mộc này chắc chắn có điều gì rất bí mật. Nếu không, đám người lục túc đã không một lòng chạy đi như vậy. Hạng lập cây im muốn đến bìa rừng trà xét một phen. Đoàn người bay được một lúc không xa. Phía trước xuất hiện thấy một cái hồ nước lớn đen ngòm. Mặt hồ sông uống lượng đen như mực, sương mù dày đặc, làm mờ ảo những tán lá xanh biếc, cho thấy đó không phải là nơi tốt. Nhưng lục túc đi phía trước không chút để ý, người dẫn đầu đội liền đi thẳng vào trong đám sương mù. Không bao lâu sau, hết sương mù rồi đến tiếng động, tiếng nói âm vang vọng lại. Một tháng sau, trong hàng trăm khôi lội, một số trường hợp bị tổn thương đều không còn. Lục túc cùng đoàn người nhìn từ xa xa, thấy được một ngọn sơn mạch màu xám hiện ra. Cuối cùng, cũng đã tới được ngọn núi, nơi có ẩn dấu Minh Hà thần nhụ. Lúc này, toàn bộ đoàn người ngoài trường Mộc Thanh, Lục Túc, quỷ vương và mấy con cao gia yêu vật cũng không có mấy. Hiển nhiên, hai người hàng lập và kim linh vẫn bình yên vô sự. Nguyệt giao cùng nghiêng lệ, hai cô nương trên đường đi tuy mấy lần gặp nguy hiểm, nhưng do đi cùng hàng lập và được hắn giúp đỡ, nên cũng chỉ bị thương nhẹ, cuối cùng cũng không bỏ mạng trên đường. Đoạn người chỉ còn cách ngọn sơn mạch khoảng trăm dặm thì ngừng lại. Vài tên quỷ vương thần sắc mệt mỏi, tụ tập tại chỗ trao đổi những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hàng lập nhìn đối non từ xa xa, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Phần sau của lộ trình, có chút ngoài đoan trước của hắn, bởi vì Minh Hà Chi Địa là nơi hết sức nguy hiểm, chính hắn luôn tìm mọi phương pháp để có cơ hội thoát khỏi phiền toái của đám người đi cùng. Nhưng hắn lại không nghĩ tới một mặt khác quan trọng. Lộ trình phía sau còn gặp nhiều biên cố không nhỏ. Nếu không có mấy tên quỷ vương có kinh nghiệm dẫn đường, thì sẽ gặp nguy hiểm hơn. Hơn nữa Kim Linh, người này tình thông, lanh lợi hơn khỉ. Dường như cũng phải nghe chỉ thị của Mộc Thanh. Bên trong ác hẳn có nội tình, một tức không rời khỏi hàng lập, càng làm cho hàng lập tự hỏi chính mình. Hắn cũng phát hiện ra rằng, linh vườn này cũng tinh thông. Cho dù hắn muốn nghĩ sử dụng phương pháp bí mật gì, cũng khó lòng thoát khỏi sự giám thị của đối phương. Đương nhiên, hắn luôn là người rất cẩn trọng trong lời nói Hắn cũng có thể sử dụng thần diệu hóa thanh phù để che giấu lấp lận sự tinh thông. Mặt khác, đối phương muốn nghị cũng không thể nào bài trừ cầm chế này. Dù sao pháp lực của hắn cũng được tăng cường sau khi thi triển linh phù thuật ẩn nấp càng hiệu quả hơn lúc trước. Không mang theo hai cô nương nguyên giao và nghiên lệ cho nên tứ đại quỷ vương cũng không hiểu rõ ràng ân ký. Như trong lời nói, uy lực của hắn toát ra. Từ xa, hắn lập nhìn ngọn sân mạch màu xám trong lòng không khỏi cân nhắc. Theo lời đám người Lục Túc, cái đó gọi là Minh Hà Thần Nhũ, nên ở chính giữa ngọn sơn mạch. Tuy rằng đám người Mộc Thanh không tiết lộ Thần Nhũ có giá trị hữu dụng như thế nào, nhưng ngay cả Lục Túc chính vì điều này mà bất chấp nguy hiểm tiến nhập nơi đây, thì phải biết rằng Thần Nhũ này thật sự là bảo vật quý hiếm. Minh Hà Chi Đề hiện nhiên là thánh địa của Phù Du Tộc. Chỗ này chính là thiên tài địa bạo phù trợ hiện nhiên cơm chế nơi đây thật mạnh chẳng lẽ còn nghi ngờ đó không phải là kho báu không biết nơi đây sẽ bố trí loại cơm chế đáng sợ nào chắc chắn có cái gì đó lợi hại hơn bảo hộ cho thần nhũ. trong lòng hàng lập luôn luôn cảnh giác bỗng nhiên trong đám quỷ vương đang trò chuyện có một tên yêu vương nhìn lại chỉ thấy đám người lục túc đang đi về phía hắn ta thần sắc trên khuôn mặt bọn họ rất khác nhau hơn nửa thấy có dấu hiệu bực bội dường như có tranh chấp Mộc Thanh lắc đầu liên tục, lục túc với đôi mắt kép chớp li lì trên cái mũi nhọn, trên mặt hiện ra sự khốc liệt. Về phần bị phủ tóc bạc có vẻ đồng tình, nhưng thật ra gương mặt hai gà huyết bào nhân đã bị huyết quang che đầy, không thấy vẻ mặt của chúng. Phía bên kia, bọn quỷ vương vẫn đang nói chuyện với nhau, một mặt liếc mắt nhìn về phía hắn. Trong lòng hàng lập trùng xuống, yêu vật này đang bàn luận tới dáng vẻ của hắn. Tuy rằng hắn không biết nội dung cuộc trò chuyện. Nhưng giờ này mà đề cập tới hắn chắc chắn là có chuyện gì không lành. Hàng lộc cố đè nén sự bất an trong lòng xuống. Ánh mắt nhìn về sơn mạch đằng xa. Anh nàng chiêu xuống thật là đẹp. Thời gian ước chừng ăn hết một chén cơm. Hàng lập đột nhiên nghe được âm thanh lạnh lùng của lục túc. Hàng đạo hữu. người lại đây một chút. Ta có chuyện cần ngươi đi làm. Hàng lập nhấp nháy môi thân hình chuyển động từ từ lướt tới. Không biết các vị tiền bối có gì giao phó. Hàng lập vừa đến chỗ đám người lục túc, một thanh, thì hai tay liền nắm chặt, bình tĩnh hỏi. Hàng lập đảo mắt qua thấy lục túc, với đôi mắt kép không chút cảm xúc. Một thanh cùng bị phụ tóc bạc, cùng với thái độ rất khó coi. Hàng đạo hữu, người hãy xem xem vật này đi. Bỗng nhiên, lục túc vùng tay lên, trong tay thả ra một viên châu màu đen mờ mờ để cho Hàng Lập nhìn kỹ. Hàng Lập vừa thấy vật ấy thì ngẩn người ra. Vật này rất quen thuộc, nhưng vẫn ngưng thần xem xét kỹ vài lần. Chương 1488 Càng khôn phiên cùng Minh Lôi Thú Lục túc nhìn Hàng Lập suy xét tình hình thì cũng lộ ra vẻ vừa lòng. Đây là nhãn châu mạnh thú là một bảo vật ta lấy được trước kia. Đáng tiếc, bảo vật này cùng bổn thân công pháp xung đột, không thể nào dung nhập trong cơ thể, chỉ có thể đem luyện thành nhiếp hồn dị bảo mà thôi. Lục túc có điểm đáng tiếc nói. Lục túc huynh, tiểu tử này tu vi không cao, nhưng thần thông có chút quỷ gì, người có tin chắc là không chế được hay không? Ta cùng một đạo hữu đã nhận nại tha cho ma phần chi vật, hy vọng là không xảy ra sai lầm. Bị phụ tóc bạc nhìn hàng lập, mở miệng nói. Trên mặt nàng hiện ra vẻ phẫn nộ. Làm đạo hữu yên tâm. Thử liệt thú này tồn tại. Chúng ta có thể so sánh nó ngang với chân long. Dùng nó phá diệt pháp mục luyện chế nhiếp hồn dị bạo. Không chỉ là một loại hóa thần cấp tồn tại, mà hơn thế còn bị chính khoa châu tồn tại trong người chấn trụ thần hồn. Do đó, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trói. Nếu như đạo hữu không tin, có thể tự mình thử nghiệm một phần uy lực của khỏa châu này. Lục túc có vẻ tự tin dị thường. Đạo hữu đã nói như vậy, bọn ta như thế nào không tin. Chỉ là thiếp thân vẫn cảm thấy rất đáng tiếc, vì ma phần chi vật, ta cùng làm tỷ tỷ, đã tâm huyết chuẩn bị rồi, hiện tại đều vô dụng. Mộc Thanh lại thở dài một hơi, cười khổ nói. Cái gọi là ma phần, bất quá là vì năm đó mấy ma đầu bên ngoài vô ý xâm nhập Minh Hà Chi Địa. Ngay lúc đó bị các trưởng lão của phù du tộc liên thủ đánh chết, thuận tay mai phục tại nơi đó mà thôi. Mấy ma đầu bên ngoài, thần thông đúng là không thể tưởng tượng được. Về phần bảo vật các người xác nhận thi thể của chúng trải qua nhiều năm như vậy, âm khí cũng dịu bớt đi. Chỉ là mộ ta có đặc thù bộ vị tự hành thông lên mà thôi. Tuy rằng bảo vật này có công dụng không nhỏ, nhưng sao có thể đem ra so sánh với thần nhụ chứ? chớ quên rằng chỉ cần ăn vào thần nhũ có thể làm cho thần khu biến thành thông linh chi thể về sau không chế thiên địa nguyên khí có thể tăng gấp bội kể từ đó chúng ta tu luyện thành công thực không phải là mộng tưởng Vận khi tốt nói không chừng thực sự có cơ hội phi thăng tiền giới nhãn quan luật túc chấp đồng không thôi việc này không cần đào huynh nói tiểu muội cũng hiểu được nhưng mà phần chi vật đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu nếu không, ta lại như thế nào tiêu tốn nhiều tâm tư, mượn sức hàng tiểu tử chứ? Mộc Thành có chút bất đắc dị. Mặc kệ bảo vật kia, đối với Mộc Đạo Hữu trọng yếu như thế nào? Hiện tại chúng ta muốn nhân cơ hội ở phù du tộc Viện Minh để đoạt bảo vật. Chỉ có sử dụng thủ đoạn này mới có thể mau chóng bài trừ cấm chế, đồng thời dẫn dụ minh lôi thú. Hay là Mộc Đạo Hữu nguyện chiếm ma phần chi vật, mà tinh toán buồn tha cho thần nhụ ư? Lục túc nhìn Mộc Thanh, khẩu khí lạnh lùng. Thần nhụ, ta đương nhiên không muốn buồn tha. Hai người sao có thể nghĩ như vậy? Mộc Thanh vẫn hạ định chú ý. Việc này thì đúng rồi. Nói sau, hàng tiểu tử dẫn dắt mình lùi thủ rời đi. Không biết sẽ ra sao. Và nhất mạng lớn không chết thì Mộc Đạo Hữu vẫn còn cơ hội đoạt ma phần chi vật. Một gạo huyết bào nhân cười khà khà, mở miệng nói mình lội thú tung hoành, mà hắn vẫn có thể tìm kế trốn chạy. Thật đúng là phúc lớn mệnh lớn. Bật quá, địa huyết lão quái à. Chúng ta vừa rồi chỉ nói chế trụ hàng tiểu tử. Tại sao ngay cả hai nhà đầu của Lam Đạo Hữu môn hà người cũng chế trụ? Một thanh hữu một tiếng, ngay sau đó ánh mắt đào qua trên người huyết bào nhân. Vẻ mặt nguyền giao cùng nghiêng lệ, không biểu hiện gì. Một mùi mùi, không cần kinh ngạc, là ta truyền âm cho địa huyết đạo hữu, chế trụ hai nhà đầu kia. Dù sao thì tiểu tử kia cũng không còn công dụng. Nếu mà kệ hai nhà đầu kia chạy loạn khắp nơi, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Tinh thuần âm khí trên người các nàng cũng vừa đúng lúc trợ giúp lão thân luyện hóa thần dụng. Mỹ phụ tóc bạc nói không sao. Mộc Thành vừa nghe lời ấy, miệng im bạc không nói gì. Nếu như mọi người đã chế trụ chúng, thì chúng ta tiếp tục thực hiện kế hoạch thôi. Trước tiên, chúng ta cần hợp lại để bài trừ cấm chế. Sau đó tiếp tục chế trụ hàng tiểu tử, thả ra ít tà thần lôi, dẫn dụ mình lôi thu tới ao đầm bên cạnh. Có như vậy, chúng ta mới có thể thuận lợi đoạt được thần nhụ. Lục túc nói, mình lôi thú cũng không phải đồng tiểu, ít tà thần lôi thực có thể dẫn dắt con thú này rời đi chứ. Đừng để trộm gà không được, còn mất nắm gạo. Bị phụ đầu bạc, lại cẩn thận hỏi lại một câu mình lôi thú, thích nhất là nuốt lôi phệ điện. Ít tà thần lôi thân là ngụ đại thần lôi trong linh giới. Còn thú này, sao có thể nào dễ dàng buông tha? Lục túc khẳng định nói. Lục túc huynh nói như vậy, lão thân yên tâm. Mỹ phụ gật đầu có vẻ an tâm. Địa huyết đạo hữu, trước mặt là thông thiên thường còn phải dựa vào từ huyết khôi lội của ngươi để phá trừ. Lục túc quay người, nói với hai gà huyết bào nhân hai người bọn ta sợ dĩ luyện chế từ huyết khôi lội hiện tại đã đến lúc cần đến một gà huyết bào nhân cười nhẹ một tiếng lục túc thấy vậy thì gật gật đầu lúc này mấy người thương lượng đã gần nửa canh giờ tin thường hết thảy vào kế hoạch chi tiết khi không thấy cơ vấn đề gì liền mang theo kim linh cùng đám cao gia yêu vật còn sót lại phi đồn hướng thẳng vào ngọn sơn mạch màu xám hàng lập cùng nguyên giao nhị nữ không cần bọn họ lai động cũng tự mình đồn quan theo. Cách khoảng hơn trăm dặm, đám yêu vương bỗng nhiên từ đâu đi ra. Đám người lục túc vừa tiến nhập vào sau sơn mạch, thần sắc trở nên ngưng trọng. Tất cả đều không ngừng cảnh giác tà hữu, bộ dạng cực kỳ cẩn thận. Nhưng đoạn lộ trình này thuận lợi một cách kỳ lạ, không có một con quỷ vật lợi hại, mà ngay cả một âm hồn, đoàn người cũng không mảy may đụng chúng. Rốt cuộc một lúc sau, mấy người liền đi ngang qua lưng chừng sơn mạch phía trước sân mạch trở nên sáng ngời, liền sau đó xuất hiện một thung lũng lớn. Liếc mắt một cái, cũng thấy thung lũng này rộng chừng hơn 10 dặm. Buồn phía đều liên miên những mạng đồi núi trùng điệp vây quanh. Ở chính giữa thung lũng có một tầng quang mạc màu đen bao trùm. Tầng quang mạc này mờ ảo kỳ lạ, khiến người ta không thể quan sát thấy tình hình bên trong. Nhìn thấy tầng quang mạc kỳ lạ này, đám người lục túc đồn quang dừng lại ai nấy đều cẩn thận dò xét. May mắn thay, lần trước chúng ta đã tiêu diệt lục quỷ vật bên ngoài. Nếu không, hiện tại là phải đại phí một phen chân tay. Mộc Thanh thì thào nói. Nhưng lần trước, chúng ta thật không ngờ tới, ở trong cơm chế còn ẩn giấu một con mình lôi thú, làm cho chu đạo hữu không kịp phòng bị, đành hạ tán ở nơi đây. Đó là con mình lôi thú trưởng thành, không phải dùng lực có thể hạ sát nó. Một gã huyết bào nhân thở dài ra một hơi, cũng nói xen vào. Cũng đúng. Thôi, hãy bắt đầu hành động. Trước tiên, hãy phá trừ màn huyền quang mờ ảo, dẫn dụ con mình lôi thú. Phía dưới, hãy xem một đạo hữu thi triển công hiệu cầm chế thiền hoang loạn diệp. Lục túc hướng một thanh, nghiêm trọng nói. Chỉ cần không đồng thủ, ta sẽ tự mình chủ trì thiên hòa, thiên hòa loạn diệp trận. Mình lôi thú tuyệt đối không thể phát hiện ra chúng ta. Nhưng pháp trận này sẽ hao tổn công sức cùng thần niệm, cho nên ta không thể kiên trì được lâu. Nhất định phải để tên tiểu tử kia mau chóng dù con thú này đi ra chỗ khác. Tốt nhất là đi càng xa càng tốt. Một thanh thần trọng giảng đạo. Điểm ấy ta cũng biết rõ rồi. Ta sẽ đem nhất kiện phi hành dị bảo cho hắn sử dụng. Để huyết đạo hữu, lắc được người cho hắn thêm tấm độc muôn phù truyền. Về phần làm đạo hữu, người cũng được cho hắn càng khôn phiên lục túc định liệu mọi thứ trước sau đâu vào đó. Nghe được lời hàng nói tới càng khôn phiên, Mỹ phụ tóc bạc nhất thời, trên mặt không biểu hiện gì. Thật sự, phải đem càng khôn phiên cho tiểu tử sử dụng sao? Tuy rằng nó không phải thông thiên lên bạo, nhưng nó là bảo vật phòng thân rất kỳ diệu. Thậm chí, bạn mộ ta thấy nó so với thông thiên lên bạo, mạnh hơn vài lần. Và nhất xảy ra cái gì bất ngờ thì... Mị phụ có chút do dự, đạo hữu hẳn là rất rõ ràng chỉ có hàng tiểu tử mới dẫn dụ được mình lôi thú để kéo dài thời gian cho chúng ta an toàn chờ sự tình xong xuôi người lại thu hồi càng khung phiên trong ba người chỉ có người mới có bảo vật này nó không cần dùng nhiều pháp lực cùng khẩu quyết cũng có thể hồ thân lục túc chậm rãi nói cũng có thể xem như ta tin tưởng tên tiểu tử này do dự hồi lâu bị phụ tóc bạc buồn bực hai tay khẽ động Ngày tức khắc một đoàn hào quang bắn ra theo đó một cây tiểu phiên màu trắng bạc liền hiện ra hào quang trên tiểu phiên chớp động Phụ vang như ẩn như hiện vừa nhìn thấy cũng đều biết không phải là vật tầm thường mỹ phụ cũng không nói thêm vườn cây bạch trước trên tay hướng đến tiểu phiên màu bạc sư một tiếng tiểu phiên hóa thành một đạo ngân quang bắn thẳng tới trước mặt hàng lập lục túc nhếch miệng giận mình cũng không thể hắn có hành động gì ánh mắt hàng lập đang đăm chiêu chợt lóe sáng tay áo bỗng chạy rung lên một cổ bụi mù phùng ra đạo ra ngần quang cuốn nó lại và thu vào trong cổ tay áo tiếp theo hắn đứng ở phụ cận không nhúc nhích thần sắc từ đầu đến cuối không chút biến sắc giống như ý thức không hề tự chủ nhưng phía sau huyết quang chợt lóe một gã huyết bào nhân quỷ dị hiện lên sau người dương bàn tay lên đi vài tiếng đối thành một mảnh trầm đột truyền ra. Huyết bảo nhân trong nhai mắt, phóng hơn 10 trương phù truyền một hơi tới trên người hàng lập. Trên người hàng lập, huyết quang ẩn hiền, hơi thở như rất gấp. Cùng lúc đó, một thanh từ từ bay lên, ở phù cần tìm một nơi bí mật đi xuống. Kim hoa chợt lóe lên tán loạn rồi biến mất, hai chân nàng dậm nát mặt đất. Một thanh nhìn lên, dĩ chân đột nhiên chay sáng đôi chân trần trùi bước ra trong đoàn quỷ dị bạch diệm. Hai tay áo nhẹ nhàng bay múa, nhất thời vô số quang mang từ trong tay áo bắn ra, sau đó nhập vào trong phù cần trong hư không, không thể bong dáng. Lập tức, một quang trợt màu đen chợt lóe lên vài cái, rồi biến mất vô ảnh vô tung. Một màn quỷ dị xuất hiện. Một thành phát ra những tiếng thần chú, hai chân nàng đột nhiên biến từ trắng thành xanh, biến ảo thành rễ cây thô to, nhanh chóng lan tràn ra xung quanh cơ hồ trong chớp mắt một thanh từ phần eo hóa thành thủ mộc rễ cây mấp máy cắm sâu vào trong lòng đất mấy chục trường Phường cận nguyên bản không có cây cối bỗng nhiên vô số hoa cỏ dài từ đâu mọc ra trong nháy mắt hoa nở trắng và kết trái đem cả trăm trường biến thành bách hoa tề khai xanh tươi ôm thùng hắc sắc quan trận trên mặt đất thoáng hiện ra cây cỏ đều ở bên trong quan trận nhưng một gốc cây quỷ dị lại mọc ở bên ngoài lục túc rung sợ linh quang chợt loe sáng vô luận mộc thanh ở giữa đám cây cỏ tất cả đều mơ hồ không thấy chương 1489 nghìn mồi Một bên, lục túc thấy như vậy, hắn dùng thần niệm đào qua chỗ người của Mộc Thanh, rốt cuộc hai mắt sáng ngời. Tốt, cầm chế thiền hòa loạn nhịp của Mộc Đạo Hữu, quả nhiên là thần diệu. Còn mình lội thú không chú ý gì tới nơi này, mà đích xác nó không phát hiện ra chúng ta. Lục túc vô cùng mừng rỡ, lộ ra rõ trên nét mặt. Theo đó hồ những người còn lại, thân hình hướng về lục sắc quan mạc phi đến. Hai gà huyết bào nhân cùng từ huyết khôi lội và đám người mỹ phụ đều sôi nổi đi theo. Lục quang lóe lên, đám người biến mất tiêu thất trên hư không. Tại chỗ chỉ còn lại một mình hàng lập. Nhưng một lát sau, khỏa châu trên vần trăng hắn chợt lóe quần sáng phía trên từ từ bay đi hàng lập trôi nổi giữa không trung ở phía dưới cầm chế che đầy lục túc nhìn vài tên yêu vương trên tay mỗi yêu vương đều lấy ra các thanh đoạn đao màu đỏ giống nhau những đoạn đao này dài không quá ba thước lưỡi đao quay tròn kiểu dáng kỳ lạ dị thường một tiếng tiếp đón mấy người sôi nổi hướng về yêu lực cầm huyết nhận trong tay nhập vào quan chú nhất thời đoàn huyết quang đại phóng ra ngoài rung động không thôi, giống như một mảnh huyết xà dài hẹp. Huyết nhận tạo nên một trận âm thanh không rõ ràng. Tất cả yêu vương đều vận sức chờ phát động. Ai cũng không chú ý tới. Hàng lập trên không trung nhìn rất đợi đợn. Hắn lùi hai bàn tay ở trong áo, đột nhiên giật mình. Nhất thời linh quang trong tay lóe lên, một phù triển màu bạc xuất hiện trong tay hàng lập. Tài kia của hắn lặng lẽ có suốt bảy tám khỏa châu màu xanh. Thế nhưng hạng Lộc không đánh mất ý thức. hạng luôn tự chủ được ý thức của mình. Bất quá lúc này, trong lòng hắn một bên oán thầm không thôi. Một bên do dự không quyết. Lúc trước, hắn bị đám người một thanh chế trụ thân hình. Bị một thi hắc mang bắn vào thân thể. Cũng nghĩ mình thật sự không còn đường trốn chạy. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ rằng, chính hắc mang ngay từ đầu chỉ làm cho thần thức mơ hồ một lát. Đợi cho hắc sắc hỏa châu kia một khảm nhập trên vần tráng, ẩn giấu đầu lô bỗng nhiên phá diện pháp một tự động kích phát đem hắc sắc hỏa châu không ngừng thả ra từng đào nhiếp thần hắc ti tất cả đều hấp thu không còn một mảnh cho nên thần thức trong hắn lập tức thanh tịnh như ban đầu hạng lập chính mình cũng có chút khó hiểu nhưng khi nghe lục túc nói khỏa châu là thử liệt mạnh thú để tam khỏa luyện chế từ nhãn quan của yêu vật mới bừng tỉnh đại ngộ phá diệt pháp mục của hạng lập có thể đem động nguyên chi bảo thải ra thần thông triệt tiêu hấp thu. Hiện nhiên, không phải là việc kỳ lạ. Ngay cả lục túc đa mưu túc trí, xuống tay vô tình, nhưng tuyệt thật không ngờ rằng Hàng Lập có tu luyện phá diệt pháp mục. Hàng Lập tâm niệm khẽ chuyển động, lúc này quyết định tường kế tự kế, bộ dáng như bị chế trụ, một mặt vẫn tìm kiếm cơ hội thoát thân. Chỉ là hắn ngàn vạn lần không nghĩ rằng, đám người lục túc lại muôn hắn đi dẫn dụ mình lôi thú. Tuy rằng Hàng Lập lần đầu tiên nghe được tên này, nhưng ngay cả đám người lục túc cũng rất e ngại. Có thể thấy được, con thú này cực kỳ hung ác. Lấy bộ nghi của hắn, hiển nhiên không nghĩ rằng hắn lại trở thành kẻ thế mạng. Nhưng hiện giờ, vài tên yêu vương nhìn thèm thuồng Chỉ cần hơi có cái gì khác thường hiện ra, lập tức sẽ bị đám người lục túc nhận thấy được. Bọn họ hiển nhiên sẽ dùng thử liệt nhàn châu để khống chế thần thức. Tới lúc đó, bí thuật không chế khác đã có thể thật sự xuyên thấu. Tuy rằng Phạm Thánh chân ma công, có thể đem thần niệm trái chặt, nhưng đối phương thẹn qua hóa giận, kết cục hồn sư phát tán cũng không tốt để chạy trốn. Nghĩ như vậy, Hàng lộc trên mặt không chút biểu tình, tâm niệm nhanh quay ngược trở lại. Đồng thời Hàng lộc cảm thụ được, linh lực trong cơ thể mênh mông dị thường. Cũng không biết địa huyết lão quá cho hắn loại huyết phù gì, thế nhưng làm cho huyết dịch trong cơ thể hắn nóng lên, linh lực trong cơ thể nhai mắt tăng non nửa. Điều này làm cho hàng lập có chút hoảng sợ. Tuy rằng loại bí thuật này tạm thời kích phát tu vi hơn phân nửa, đều có một ít di chứng. Nhưng với tình hình nguy cấp, tu vi có thể gia tăng một chút, thật là cũng là điềm lành. Ngoài trừ cái đó ra, thì phù truyền trong tay hàng lập chợt lóe xuất hiện một cây tiểu phiên dài khoảng một tấc trên đó hào quang cũng hiện ra đúng là càng khôn phiên tiểu phiên này, thoạt nhìn không chút nào ấn tượng. Nhưng nghe lục túc và mỹ phụ tóc bạc nói không muốn cho mượn, có thể thấy được vật ấy rất quý hiếm. Cũng không biết thân mình không thể luyện hóa bảo vật này, nhưng mỹ phụ tóc bạc vẫn cơ ý không muốn cho mượn. Mặt trên tiểu phiên không lưu lại một chút dấu vết thần niệm. Hàng lục dùng thần niệm đào qua tiểu phiên, phát hiện thao túng vật này cực kỳ đơn giản, có thể dễ dàng phát huy uy lực của nó. Lục túc nếu làm cho mỹ phụ tóc bạc đem bảo vật này giao cho hắn hiển nhiên thứ này có thể ngăn cản vài phần mình lùi thú nếu không căn bản không cần làm điều thừa thải có bảo vật này cộng thêm thân mình hắn chuẩn bị mấy chiêu một lòng chạy trốn cũng không phải không có cơ hội thoát ra khỏi miệng của mình lùi thú chắc chắn con thú này đồn tốc cũng không mau chóng đủ có thể tạo nên cho hạng lập nảy ra một khoảng cách an toàn nếu không đám người lục túc cần gì phải tỏ ra nghiêm trọng đến như vậy. Mà đâu hắn có hành động gì khác là sẽ bị vài tên yêu vương xuyên qua ngụy trang phát hiện ra. Mặc dù vẫn có thể chạy trốn thoát, nhưng trong cơ thể cơ ân ký thực sự biết chạy trốn đi đâu, không bằng mạo hiểm một phen tiếp tục ngụy trang. Chỉ cần có thể chạy ra khỏi sự truy đuổi của mình lôi thú cùng đám yêu vương, hắn có thể tạm thời ngăn chặn ân ký. Sau đó âm thầm phản công lại. Nhận cơ hội đoạt nhị nữ nguyên giao nghiêng lệ rồi bỏ trốn. Cuối cùng bảo trù được tánh mạng. Trên mặt hàng lập không có chút biểu tình, nhưng trong lòng rốt cuộc đã quyết định. Đúng lúc này, đám người lục túc chạy ra quát khẽ một tiếng. Mấy khẩu quyết nhận rung lên phía dưới, rồi đồng thời đám người phun ra vài đạo huyết quang, hùng hàng chạm lên hắc sắc quang mạng. Hiện nhiên huyết nhận này là bài tên yêu vương chuyên môn chuẩn bị đối phó cấm chế bảo vật huyết quang phương vừa tiếp xúc với quang mạc nhất thời giống như vài cục đá vào mặt nước cả quang mạc bỗng nhiên dao động huyết quang không ngừng tràm vào thần mình quang mạc phát ra tiếng ong ong đột nhiên một tiếng thu trống trầm thấp từ trong quang mạc truyền ra tiếp theo tiếng sấm tiếng nổ lớn từ xa vòng lại đó đã ra nhanh thu tay lại đi sắc mặt lục túc trầm xuống, trong tay huyết quang dừng lại, vội vàng thấp giọng nói. Huyết bảo nhân cùng đám người mị phụ, trong lòng rùng mình, cổ tay cùng rung lên, đình chỉ công kích. Cơ hồ cùng lúc đó, huyết nhận trong tay một thanh chợt lóe sau khi biến mất, hai tay bấm tay niệm thần chú, biến thành đại thù. Nửa người dưới lục quang chợt lóe thúc dục cơm chế dưới chân. Vô hình lực đại, đem hơi thở của mọi người đều che đầy một tia không lọt. Từ xa nhìn lại, nơi đây trống rộng, Từ hồ không thể đám người lục túc. Lúc này đều mang trên vầng trán hàng lập chợt lóe, thông qua luyện hóa phá diệt pháp mục, nhận được tiếng của lục túc phân phó. Hàng lập đợi đận, hai tay già sát. Một tiếng sát đánh, một tầng kim sắc điện hồ từ trong cơ thể hiện ra, bảo vệ toàn thân. Tiếp theo hai ấm tay áo chạy rung lên, tiểu phiên bay ra. Tiểu phiên không cần pháp quyết thúc dục, tự khắc hóa thành một cổ khí hắc bạch vây quanh hàng lập. Linh khí trong sắc đèn trắng đang vào nhau, ở ngẩn hiện lên một đám thái cực đồ án dị thường. Sau lưng, đồng thời ánh sáng xanh trắng chớp động, lồng cánh một chút triển khai, trở nên trong suốt dị thường, hơi hơi hàng lập run rẩy một chút không ngừng. Hàng lập một bộ làm tốt, cùng nhau chuẩn bị. Cách đó không xa, mặt ngoài hắc sắc quang mạc, ngần quang chợt lóe lên đột nhiên bị một đạo ngân hồ xe rách ngân hồ xoay quanh trên không trung bên trong ẩn ẩn một đồ vật chưa chờ hàng lập nhìn kỹ thần niệm lập tức nhận được tiếng lục túc thúc giục Bộ dạng lại vội vàng chạy trốn hàng lập nhận được phần phó này không cần suy nghĩ sau lưng hai cánh mở ra một cổ gió nhẹ thổi tới thân thể tại chỗ theo gió tan mất lúc này hào quan tại ngân hồ mới chợt tắt hiện ra một đầu quai thú màu đen quay thú này, hình thể không có gì đáng nói. Ngoại hình giống như một con sói lớn, nhưng lưng nó trải rộng vậy. Trên đầu có một sườn màu bạc, hai mắt vàng ống, tứ chi thổ to có ngân sắc hồ, quấn quanh. Để đúng là mình lội thú. Đám người lục túc sợ hại dị thường. Con thú này bộ dáng không quá hung ác, nhưng vừa hiện thân nó lập tức bị phi đồn tới mấy trăm trường thu hút hàng lập. Không, phải nói rằng nó bị ít tài thần lôi của hàng lập hấp dẫn đến ánh mắt mình lùi thú nguyên bản âm trầm dị thường. Vừa nhìn thấy hạng lập, trên người hiện ra tầng tầng hồ quang màu vàng. Ánh mắt nó lập tức trở nên nóng rực dị thường. Hai con mắt của con thú này đào qua mọi nơi, vẫn chưa phát hiện cái gì dị thường. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, tử chi chuyển động, lập tức hóa thành một đạo ngân hồ. Cũng không biết con thú này vẫn dùng đồn thuật gì. Tử chi ngân hồ đại màu, tiếng gầm không dứt. Nó lùi bước ở phía dưới, thế nhưng phi độn ra xa khoảng trăm trường, chỉ chớp chớp mấy cái đã đuổi theo hàng lập. Hàng lập tuy rằng không quay đầu, nhưng cảm ứng được khi thế rào rạc của con thú đang lao tới gần. Lúc này, trong lòng hàng lập căng thẳng, không khỏi thầm mắng một câu. Con thú này độn tốc không nhanh, e rằng đám người lục túc đã quá lo lắng. Đối với hàng lập mà nói, tuyệt đối không có nhiều uy hiếp. Lúc này không hề có gì che giấu. Nguyên bản lồng canh trắng như tuyết đột nhiên hóa thành ngục sắc lên quang, biến thành một phiến màu xanh. Hàng lập lại hóa thành một cây ngũ sắc tinh ti, chấp động rồi nhập vào phù cần hư không, không thấy. Lại chợt lóe lên trong hư không, thân thể đã phi đồn tới một chỗ cực xa. Luận về tốc độ, mình lười thủ ở đằng xa, về sau chậm chạp hơn nhiều. Hai người một trước một sau, trầm chớp mắt, đã đi ra chỗ chân trời, rồi chợt hiện ra vài cái, khuất đi toàn bộ bóng dáng một lát sau, lục quang chợt lóe, đám người lục túc mị phù thoáng hiện ra. Mau, động thủ đi, hàng tiểu tử sẽ không cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian, nhanh chóng phá vỡ cầm chế. Lục túc vội vàng phân phò nói, huyết nhận trong tay đám người sáng ngời, chém ra mấy đạo huyết quang. Lúc này đây huyết quang phun về một phương, lập tức hóa thành một đoàn huyết giao, dựng nành mùa vuốt thẳng về phía trước, uy lực rõ ràng hơn xa lần trước một con trùng ảnh thật lớn chấp động ở khoảng không trên đỉnh đầu của lục túc há miệng phùng ra một đạo quang trụ màu đen từ huyết khôi lội ở huyết bào nhân cùng thúc dục hình thể cuồng trướng gấp mấy lần nửa người mọc thanh đang xâm nhập dưới mặt đất lập tức co rút lại phục hồi như cũ tiếp theo nàng cầm huyết nhận trong tay thoáng mơ hồ hướng hư không bay nhanh huy động vài cái một tiếng cười khúc khích mấy đạo huyết quang chen chúc ra rồi liên kết cùng nhau hóa thành một đạo đau mang lớn cùng chạm về phía trước. Chương 1490, Ngũ Long Trác Huyết mang hắc quang giống như vụ bạo, quang mạc chấp động không ngừng ẩn hiện. Một lát sau, tự huyết khôi lội đã cuồng trướng cao lớn nghìn trường, giống như thiên địa thần linh. Hai tay tung hoành phụ lên một ngụm tử sắc. Hai tay huy động thành một mảnh tử quang, hùng hằng chém xuống quang mạc màu đen. Thành âm tựa như tiên sắc đánh liền miên không dứt vô số phù ảnh trạm lên quang mạng, Mỹ phụ tóc bạc chỉ thúc giục huyết nhận trong tay, nàng cũng không thi triển thần thông gì khác. Oanh một tiếng, ngay cả khi tầng kiếm chế này thần diệu vô cùng, nhưng có nhiều hợp thể cấp tồn tại liên thủ, cho nên đại khẩu vẫn nhẹ nhàng bị đánh ra một khoảng cách vài chục trường. Tuy rằng đại khẩu quang mang chấp động, nhưng sau là khép lại. Điểm ấy trị hoạn đối với vài tên yêu vương mà nói cũng là dư dạ. Tốt, ta dùng bí thuật đem nhọc khẩu cố định. Lục túc mừng rỡ, giơ tay lên, nhất thời bắn ra tám đoạn lòng quang, lập tức cuồng trướng lên cực đài. Dĩ nhiên là tám cục trụ pháp khí màu lam này, tất cả đều một chút nhập vào trong đài khẩu. Một màn không thể nào tưởng tượng được xuất hiện. Chỉ thấy lòng quang chấp động, đài khẩu hóa thành một thông đạo tứ phương. Bốn vách tường đều là tinh thạch màu lam bóng loáng, giống như đã sớm được khảm hoàn hảo trên quang mạc. Chư vị đào hữu tài hà sẽ tiến vào trước tiên lục túc cười lên thành tiếng thả người hóa thành một đào hắc hồng xoay quanh một cái liền bắn vào hai gà huyết bào nhân liếc mắt nhìn nhau bỗng nhiên một người từ trong từ huyết khôi lội nhảy xuống mặt đất tên còn lại một lòng ở tại khôi lội lúc này hình thể từ huyết khôi lội kia nhanh chóng thu nhỏ lại sau đó chớp động mấy cái cùng một tên huyết bào nhân tiến nhập vào hắc sắc quang mạc không biết nguyên do tại sao hai người lại muốn để lại một người bên ngoài. Mỹ phụ tóc bạc nhìn thấy cũng ngẩn ra. Bên phía một thanh, hai ống tay áo một trận bay múa. Vô số hào quang từ bốn phương tam hướng bay vụt đến. Tất cả đều lẽ lên, nhập vào trong ống tay áo. Nàng bày ra cầm chế, thu lại tất cả không còn một mảnh. Lam tỷ tỷ, còn muốn đưa nhị vị đệ tử cùng nhau tiến vào sao? tuy rằng mình lời thú đã bị dẫn tới đây, nhưng ai biết bên trong còn có nguy hiểm gì khác. Từ vì hai người này thấp kém như vậy, nếu như nhị vị này ngả xuống ở bên trong, thì chẳng khác nào tùy tỷ đã uổng phí khổ tâm. Kim Linh, người nên canh dự ở bên ngoài đi. Mật thành hướng bị phụ tóc bạc nhắc nhở, rồi lại phân phó một tiếng, sau đó dẫn mạnh lên Kim Hoa, cùng tiến nhập vào. Kim Linh làm bộ không người vâng lời, quả nhiên đứng bất động tại chỗ mỹ phụ tóc bạc là nhíu mày ngơ ngác đứng một bên liếc nhìn nhị nữ nghiền dao cùng nghiêng lệ liền cười lành nói một câu nếu để ở bên ngoài lão thần mới càng không yên tâm các ngươi theo ta đi vào một tay nàng bấm niệm thần chú nhảy mắt thả ra một đoàn âm phong màu xám đem chính mình cùng nhị nữ đều dừng lên tiếp theo gào thét tiếng nhập vào trong đại khẩu trong nháy mắt bên ngoài cũng chỉ còn lại mấy người tâm sự. Mấy người chúng ta cố gắng canh giữ bên ngoài trong chốc lát đi. Nếu thuận lợi thì không lâu sau, bọn họ sẽ đem thân nhụ trở về. Tên huyết bào nhân lưu lại, bỗng nhiên hướng Kim Linh nói. Vạn bối cũng hy vọng như vậy. Sự tình bên ngoài cần nhờ tiền bối đứng ra chủ trì rồi. Kim Linh nhìn huyết bào nhân có vẻ cung kính dị thường. À, có phải người hoài nghi, ta không phải là địa huyết buồn tôn, hay chỉ là một hóa thân mà thôi, đúng hay không? ánh mắt huyết bào nhân lóe lên, cười hăng hắc. Tiền bối thật là biết nói giận. Chủ nhân từng nói qua, địa huyết tiền bối tu luyện chính là một đại thần thông, nhất hồn phân hóa. Hai người đều có thể nói là địa huyết tiền bối bản thể, cũng đều là hóa thân tồn tại. Sắc mặt kim linh khẽ động, bình tĩnh trả lời. Quả thực, một tiền tự cũng biết không ít sự tình về lão Phu. Lời của Kim Linh làm cho huyết lão nhân nhận ra, lập tức đánh cười ha ha, ánh mắt đào qua mọi nơi. Lúc này, bên ngoài ngoài trừ hai người, còn có ba gã cao gia yêu vật lưu lại. Ba gã yêu vật này đều đã có thể hóa thành nhân hình đứng cách đó không xa. Sau khi huyết bảo nhân đào qua mấy người này, ánh mắt chớp động muốn nói điều gì. Nhưng bỗng nhiên đồng tử co rụt, một tay nhấc lên nhanh như chớp, một chút dấu hiệu cũng không có. Hướng phụ cận nơi nào đánh ra một trào nhất thời một bàn tay đầy máu xuất hiện ở phía trên hư không, tràn ngập mùi tanh hiện ra. Ước chừng rộng một mẫu, hùng hằng chém xuống phía dưới một trào. Anh, trong hư không, một đạo ngân quang lóe lên, đem bàn tay đầy máu này trạm thành hai mảnh. Tiếp theo bóng người phù cờ nhoáng lên, phía dưới ngân quang hiện ra một gã mặt chiến giáp màu đỏ, mặt mà không chút thay đổi nhìn mấy người bọn họ. Đúng là một gã huyết giáp khôi lội. Phù du tộc, Tìm lên Linh không khỏi ngẩn ngơ. Cẩn thận một chút, đây không phải loại huyết giáp khôi lội bình thường, mà bị người phụ du tộc phụ thân thành cao dai tồn tại. Một bên huyết bản nhân giật mình nhắc nhở. Vừa rồi, đòn công kích cổ nhiên không phải cái gì đại thần thông, nhưng đối phương dễ dàng phá đều như vậy, khiến cho vượt ra ngoài ý muốn của hắn. Hai mắt hắn không khỏi hiếp lại, nhìn chăm chú, ngần quan dường như mơ hồ không rõ ngân quang này chó lọi dị thường, ngay cả dùng nhãn lực đều không thể thấy rõ ràng cái gì. Điều này làm cho trong lòng hắn có cảm giác khó hiểu, dần lên một tia cảnh giác. Mắt cũng không chớp, nhìn chầm chầm ngân quang, không dám di chuyển nửa bước. Kim Linh nghe được huyết bào nhân nhắc nhở như vậy, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, trong lòng run sợ. Mắt phóng kim quang, nhìn lại một lần nữa. Ngay cả huyết bào nhân không thể thấy rõ ràng ngân quang, Lúc này Kim Linh vận dụng linh mục thần thông lại thấy rõ ràng. Chỉ thấy linh quang trong đó lượng lờ. Một đạo giao viên đạm màu bạc xoay quanh, có vẻ cực kỳ thần diệu. Đây là... Kim Linh nhíu đôi lông mày, vẫn chưa nhận ra đó là loại bảo vật nào. Bất quả hơn phân nửa xác nhận, đó là đao kiếm linh tinh. Nếu không, đã không có khả năng một trạm, trạm lên huyết bào nhân. Người hẳn là cá lọt lưới của phù du tộc rồi nếu ẩn giấu được tai mắt của ta thì thực chất ở chỗ nào đó tham sống sợ chết hiện tại đã lưu lệnh ra tới đây chẳng lẽ sống không nhận nại đúng để chúng ta tiện người đi huyết bảo nhân cười lạnh mở miệng lời nói chua ngoa tham sống sợ chết ư nếu không phải mấy người chúng ta đều là khôi lội phụ thân cùng các người tranh đấu các người thật nghĩ rằng có thể nào dễ dàng đánh bại chúng ta sao bất quá sự tình hiện tại cũng không sao. Ngoài trừ mấy người bọn người ở bên ngoài ra, còn lại những tên kia từ ngoài đều tiến vào trong thần trí. Như vậy là có thể bắt gọn tất cả, đều đem diệt hết được rồi. Huyết giáp khôi lội, lạnh lùng nói. Diệt hết chúng ta, chỉ bằng vào một mình người ư. Huyết bảo nhân chân lưỡi cũng không có tỏ ra tức giận. Đúng vậy, không chỉ một người mà trong tay ta còn có ngủ lòng trác huyết giáp khởi lội thanh âm đột nhiên phát ra nâng tay đánh ra một chiều lên không trung nhất thời một tiếng thành minh một ngụm sáng như trong gương chắc đào mỏ bạc từ không trung rơi xuống khôi lội nắm trầm tay nhẹ nhàng đặt tài trước người ngủ lòng trác ta dường như đã nghe nói qua đồ vật này ở đâu đó huyết bảo nhân ngước nhìn đúng nhưng không quan trọng các người sẽ phải lập tức ngã xuống vì bảo vật này. Vừa nói xong, tự huyết khô lội tự hồ không muốn nói nhiều. Bỗng nhiên trong tay dừng lên, một tay nắm chặt chắc đao, hướng hư không đối diện rung chuyển. Kiềm linh cùng huyết bảo nhân thấy như vậy, lập tức theo bản năng thân hình nhoáng lên một cái, hướng hai bên tà hữu bắn nhanh bay ra. Phốc phốc phốc, ba tiếng, ba đạo hư ảnh chắc đao bỗng nhiên hạ xuống, mục tiêu chính là chỗ xa xa kia. Ba gã cao gia yêu vật ngay cả cũng có phòng bị, nhưng hương ảnh hiện ra quá nhanh. Sau khi ba đạo hương ảnh lóe qua, đã hạm hại ba gã cao gia yêu vật. bọn chúng không nói được một lời, bất ngờ ngã quỵ xuống, thân hình bị xẻ một phần thành hai mảnh. Tiếp theo lại lóe lên một cái, sau đó ba đạo hương ảnh liền quỷ dị biến mất. Kim Linh cùng huyết bào nhân lắp bắp kinh hại. Kim Linh thân hình xoay tròn chuyển động, muốn bay lên không để tẩu thoát. Nhưng huyết bào nhân không cần suy nghĩ, tay áo rung lên, một đoàn huyết vụ xuất hiện. Đừng đối diện huyết giáp khôi lội, mắt lại lộ ra ý châm chọc. Hắn lại cầm trác đào trong tay, lại rương chuyện. Bốn trác đào trác đao hư ảnh, đồng thời từ đỉnh đầu bọn họ quỷ dị hạ xuống. Lúc này đây, hư ảnh nhìn không mau, không chóng. Nhưng lúc trước, nhưng dường như cả bốn đạo đao ảnh, đồng thời hạ xuống gần sát hai người trong gan tất. Kim Linh cực kỳ hoảng sợ, đầu vai nhoáng lên một cái, phía sau lưng, lượng khẩu đoàn kiếm hóa thành lượng đạo kinh hồng, trực tiếp nghênh diện lượng đạo trắc đao hư ảnh. Kết quả, răng rắc vài tiếng, lượng khẩu đoàn kiếm nháy mắt đã bị tứ tiện ngủ liền rơi xuống, một đạo hư ảnh chợt lóe hạ xuống. Khẩm tốt! Kim Linh kinh hại cầm thầm kêu lên một tiếng, thân hình vội vàng như mờ ảo. Chắc đào chợt lóe qua, Kim Linh nhất thời biến thành hai đoạn, thi thể lập tức tán loạn tiêu thất nhưng thật ra, chỗ đó chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Ở một chỗ khác cách đó hơn 10 trường, kim quang lóe lên, thân hình kim linh hiện ra rõ ràng. Nhưng không chờ hắn thân hình hoàn toàn hiện lộ, kim linh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Một trắc ảnh khác lại nghênh diện đánh tới. Lần này căn bản không thể kịp tránh. Phát một tiếng, cực đại đầu bị trạm đoạn, thi thể rung chuyện liền trở mình phiền tây đứng ở xa xa huyết giáp khôi lội cầm trong tay ngân trác một phàn trào nhưng lại đột nhiên hiện ra một linh lục hỏa đi ra Bà về lấy một tiểu hầu màu vàng vẻ mặt kinh hoàng cười lạnh một tiếng bảo vật trong tay huyết giáp khôi lội liền rung lên nhất thời mặt ngoài chắc đao ngân quang chợt lóe tiểu hầu hét thảm một tiếng lục hỏa ngay tại linh quang bị hủy diệt lúc này ánh mắt huyết giáp khôi lội mới quét về phía bên kia chỉ thấy bên quê huyết bảo nhân đã thả ra huyết vụ lớn chừng một mẫu, đem chính mình bảo vệ nghiêm kín bên trong. Tuy nhiên, lực đạo chắc ảnh vẫn không ngừng quét qua chém giết. Nhưng huyết bạo quỷ nhân, quỷ gì khó khăn lắm mới tranh thoát được. Trong mắt huyết giáp khôi lội, lục quang chợt lóe, hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên cầm trắc đào trong tay, hướng không trùng ném lên. Nhất thời trắc đào ngân quang đại buông, bỗng nhiên từ phía trên xuất ra vô số đào trắc ảnh. Lần này, Nguyên bản thần sắc ổn định, huyết bạo nhân cũng cực kỳ hoảng sợ. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thúc giục huyết vân, đã nghĩ đến không đạo màu Lam cách đó không xa, bắn nhanh mà đi. Hiện nhiên huyết bạo nhân đã ý thức được chắc đao trong tay đối phương, không phải có thể dễ dàng ngăn chặn được. Chính là huyết bạo nhân trong lần không nghĩ tới, chính là lúc này ngự lòng trác mây bắt đầu chân chính, lộ ra uy lực. Huyết giáp khôi lội đột nhiên hai tay thúc giục pháp quyết không trung chắc ảnh đột nhiên tất cả đều tán loạn không thấy một tiếng sấm vang lên chắc đang màu bạc hóa thành ngụ trào giao long với năm loại sắc màu khác nhau chúng nó xoay quanh một cái trên không trung rồi lại hóa thành ngụ khẩu cự nhận trong suốt biến mất tại chỗ một khắc sau ở phía trên của thông đạo màu lam nhập khẩu ngụ khẩu cự nhận đồng thời hiện ra sau đó từ từ hạ lạc xuống phía dưới đúng là khó khăn lắm mới bày đến trước mặt huyết vân